Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi sẽ diễn ra đại hội, cũng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cuối cùng. Bên ngoài và bên trong khuôn viên của Trung tâm Hội nghị Quốc gia đang trong những khâu cuối cùng, hoàn tất việc chuẩn bị phục vụ đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hàng chục công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn duy trì môi trường xung quanh trung tâm. Các tuyến đường dẫn vào trung tâm hội nghị đều được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm rực rỡ, băng rôn, biểu ngữ, tạo không khí hân hoan chào đón sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước. Nhiều hoạt động văn nghệ chào mừng đại hội đang bước vào giai đoạn tổng duyệt. Tại đây sẽ đón gần 1.600 đại biểu về dự đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cùng với việc trang hoàng, công tác kiểm tra an ninh cũng đang được hoàn tất, đảm bảo an toàn tuyệt đối.